Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bế mạc sau hơn 4 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc hội nghị. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư. Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị. Sau hơn 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, dự thảo kế hoạch, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Để kết thúc hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị phát biểu mấy ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị. Có 5 kết quả chủ yếu nổi bật như sau. Sao cho hợp lý nhất, trong năm 2012 và những năm tiếp theo vẫn phải tiếp tục thực hiện kết luận số 02 của Bộ Chính trị, ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm. Để ứng phó với tình hình trong nước, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đi đôi với việc nâng cao năng lực phân tích dự báo, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò có ý nghĩa quyết định của nhà nước trong việc kiến tạo, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên cơ sở tôn trọng, vận dụng đầy đủ đúng đắn các quy luật, nguyên tắc của kinh tế thị trường, xem nhu cầu thị trường, cơ chế thị trường và hiệu quả lợi ích là căn cứ chính để quyết định việc phân bổ các nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, có biện pháp tích cực ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, những mặt trái của cơ chế thị trường. Ưu tiên huy động và phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội 11 của Đảng đã xác định. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển văn hóa xã hội, y tế giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Trung ương khẳng định mục tiêu tổng quát của 5 năm 2011-2015 phải theo tinh thần Đại hội 11 đã xác định là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cái nền chung 5 năm ấy, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đó, hội nghị lần này nhất trí để Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét quyết định phương án tăng trưởng cụ thể với một số chỉ tiêu chủ yếu tương ứng về các mặt tốc độ tăng trưởng, mức lạm phát, bộ chi ngân sách, nợ công, nhập siêu, vân vân ở mức hợp lý. Song lưu ý thêm là trong mọi trường hợp phải cố gắng bảo đảm thực hiện các mục tiêu xã hội như tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo,
bảo đảm an sinh xã hội. 3. Hội nghị đã nhất trí cao về định hướng các giải pháp chủ yếu mà cả hệ thống chính trị phải đồng tâm hiệp lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh. Ban chấp hành Trung ương khẳng định sự đúng đắn của kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ và chỉ rõ trong năm 2012 cần tiếp tục thực hiện tốt hơn các mục tiêu, chính sách và biện pháp nêu trong kết luận 02 và Nghị quyết 11. Trước hết là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, chính sách tài khóa thắt chặt, thực hiện nghiêm việc cắt giảm và chấn chỉnh đầu tư công, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ có chọn lọc cho những ngành lĩnh vực quan trọng và các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển. Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm tới, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp do Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình tại Hội nghị Trung ương lần này. Tất cả các chính sách biện pháp đều phải tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, sớm khắc phục những nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Có thể nói, một nội dung mới rất quan trọng được Hội nghị Trung ương lần này xem xét và quyết định là phải tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là nhiệm vụ rất lớn và phức tạp, đòi hỏi phải được triển khai, thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương, đơn vị cơ sở trong nhiều năm. Trong 5 năm tới, cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất là tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công, cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công chỉ có thể thành công trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất các nguồn lực của nhà nước và xã hội, nội lực và ngoại lực cho đầu tư phát triển theo quy hoạch. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị tư duy nhiệm kỳ, tư duy tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan, duy ý chí hay lợi ích nhóm chi phối. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm phải cụ thể hóa được những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do chiến lược phát triển kinh tế xã hội đề ra và gắn kết chặt chẽ với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ sao cho phù hợp nhất với tình hình đất nước và thế giới trong từng thời kỳ. Quy trình và phương pháp xây dựng, tổ chức điều hành thực hiện quy hoạch, kế hoạch phải thực sự khoa học, đi từ tổng thể chung của cả nước đến các vùng lãnh thổ rồi mới đến từng địa phương cơ sở, chứ không phải là ngược lại như một số trường hợp đã làm. Theo đó, cần khẩn trương soát xét điều chỉnh luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng. Đặc biệt là vấn đề phân cấp quản lý nhà nước về thu chi ngân sách và đầu tư, khẩn trương xác định các tiêu chí và thứ tự ưu tiên làm căn cứ để phê duyệt hay từ chối hoặc cắt giảm các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư công. Kiên quyết khắc phục tình trạng phát triển quá nhiều các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản mà chưa tính toán đầy đủ khả năng thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, hiệu quả kinh tế xã hội và tác động đến môi trường, cũng như tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt quá khả năng nguồn lực hiện có, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra nhiều năm, dẫn đến đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi công, nợ xây dựng cơ bản lớn, gây lãng phí, thất thoát, hiệu quả thấp. Nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phải tính toán đầy đủ đến kế hoạch huy động vốn, phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, đồng thời phải bảo đảm
bao gồm đồng bộ các chính sách, biện pháp cụ thể có tính khả thi, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Để cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, cần đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ, đặc biệt là thị trường vàng và ngoại tệ, khắc phục tình trạng đô la hóa, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước, vay trả nợ nước ngoài, các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán và các nguồn vốn nóng khác. Từng bước giảm tỷ lệ cung cấp vốn cho đầu tư phát triển từ hệ thống ngân hàng thương mại, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ ngân hàng. Cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính theo hướng sát nhập, hợp nhất các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính nhỏ để có số lượng phù hợp các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính có quy mô lớn và uy tín. Hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống. Trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải quán triệt thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Đảng. Kiên quyết chấm dứt tình trạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư dàn trải ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính trước năm 2015. Tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế quốc dân, chủ yếu thuộc các chuyên ngành kinh tế kỹ thuật liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, dịch vụ công, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch về tài chính. Đổi mới quản trị và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo hướng chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. 4. Cùng với việc định hướng các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong 3 lĩnh vực then chốt nêu trên, Trung ương lưu ý nhấn mạnh định hướng chính sách biện pháp bảo đảm an ninh lương thực gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh năng lượng và giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội. Để bảo đảm an ninh lương thực gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kiên quyết giữ 3,8 triệu hectare đất trồng lúa, có chính sách điều tiết ngân sách hợp lý đối với vùng đồng bằng, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, để các vùng này chuyên tâm sản xuất, chế biến lúa gạo và các hàng nông sản, thực phẩm khác, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, chất lượng cao đối với một số sản phẩm có lợi thế, nhằm hình thành các vùng chuyên canh. Đồng thời, chủ động tích cực chuẩn bị đối phó có hiệu quả với nguy cơ nước biển dâng và thiên tai dịch bệnh do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tăng cường các chính sách biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường, nhất là chính sách trồng và bảo vệ rừng, khai thác sử dụng tài nguyên nước. Chấm dứt tình trạng khai thác quá đáng, làm cạn kiệt tài nguyên, gây hại cho môi trường. Kiểm soát chặt chẽ và xử lý việc xử lý chất thải công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. An ninh năng lượng chỉ có thể được giữ vững trên cơ sở đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực để phát triển nguồn cung theo đúng sơ đồ tổng thể quy hoạch phát triển hệ thống điện lực Việt Nam và chiến lược phát triển ngành dầu khí, ngành than đến năm 2020. Đồng thời kiểm soát có hiệu quả các nhu cầu sử dụng năng lượng, tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện gắn với lộ trình chuyển sang áp dụng giá thị trường đối với điện, than và xăng dầu. Trong quá trình thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội, cần áp dụng đồng bộ các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, giảm chênh lệch giàu nghèo, giải quyết những vấn đề gây bức xúc của nhân dân, nhất là
trong việc giải tỏa đền bù, thu hồi đất và những tiêu cực trong giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, v.v. Siết lại trật tự kỷ cương, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn tiêu cực xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 5. Hội nghị đã cho ý kiến hoàn chỉnh và quyết định ban hành 3 văn bản quan trọng về thi hành điều lệ đảng, nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Ban chấp hành Trung ương đánh giá cao việc chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng các dự thảo và cơ bản nhất trí với nội dung do Bộ Chính trị trình, đồng thời cho ý kiến sửa trực tiếp vào các điều khoản cụ thể về một số vấn đề quan trọng như vấn đề Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức bộ máy giúp việc của Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, về một số vấn đề đảng viên không được làm, các cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách của Đảng ủy khối, v.v. Nhờ vậy, đến nay chất lượng của 3 văn bản nói trên đã được nâng lên đáng kể. Trung ương quyết định ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng khóa 11, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm. Các quy định này đã cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của điều lệ Đảng khóa 11, có sự kế thừa quy định của các khóa trước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành điều lệ Đảng, nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã thành công tốt đẹp. Song tình hình đất nước hiện nay và dự báo sắp tới còn nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, hơn bao giờ hết, cần phải nghiêm túc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương lần này. Tôi đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội cần khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, hoàn chỉnh các báo cáo dự thảo kế hoạch để trình Quốc hội xem xét quyết định. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng các giải pháp chủ yếu đã được Ban chấp hành Trung ương lần này xác định, các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cơ sở phải chủ động tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch hành động cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn đảng. Mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng cần nghiêm túc học tập và thực hiện đúng các quy định của 3 văn kiện thi hành điều lệ đảng khóa 11 sẽ được ban hành. Từng đồng chí ủy viên trung ương theo vị trí công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng, các quy định thi hành điều lệ đảng và quy định những điều đảng viên không được làm. Nhận định đúng tình hình, đề ra đúng phương hướng giải pháp, có bộ máy tổ chức cán bộ mới được kiện toàn đang có khí thế và được sự đồng tâm hiệp lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đất nước ta sẽ từng bước vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.